đi mà thấy không, con đâu có gì mà đâu. Má cứ hít thở thả lỏng mà bước cho đi cô Loan đi đó. Quá con thấy mà. Con thấy con thương cô Loan không? Con phải thương mà. Rồi, má cứ hít thở thả lỏng. Rồi. Má cứ đi tự nhiên như hồi đó má vẫn đi đó. Cứ đi tự nhiên thôi. Đó, thấy không? Đi dần dần cho nó quen, cho có cái cảm giác là chân mình đặt trên mặt đất á. Đi. Tôi quên. Hay quá ha. Ừ. Trời, mình cố mà cố bự hết cái này. Mới dìu hết qua cổ luôn đó. Tướng cổ có chút xíu rồi, thấy không? Đó, người nào cũng dìu vậy nên cổ đâu có mập được. Đây cổ bị luôn nè bé. Bị luôn luôn. À, bữa nay cổ... cũng đè hết đi, cổ đè đầu rồi. Cổ hình sao mà cao cho nổi, thấy không? À, cổ cũng đang một chút xíu vậy rồi. Cổ đâu có khổ gì đâu, thấy chưa? Đó, cho nên mà bớt đè qua cổ này. À, cổ thả ra cho nên mà, vẫn thấy cái này. Thả lỏng ra. Nó đừng có đè qua cổ. À, cổ nè. Nhẹ bông. Nhẹ bông. Hít thở, nhẹ bông. Mỏi chân không? Rồi. Rồi nghỉ nha. Nghỉ xíu nha. Rồi mai tới dắt cho đi nữa chứ, giờ phải đi về. Tới giờ của người khác rồi. Rồi mai đi về ha. Mai không có hẹn giờ được đâu, ngày mai đi chơi. Nói lại. Vừa đi về gì? Nói lại coi. Vừa đi vừa hít thở. À, vừa đi mua. Vừa đi vừa hít thở. Rồi, vừa đi vừa nhớ hủy giải. Vừa đi vừa nhớ hủy giải hả? Vừa đi vừa thuế. Vừa đi để thuế. Thuế là gì vậy? Thuế là gì vậy? Vừa đây vừa thở. Ừ, đúng rồi. Vừa thuế. Vừa đi. Từ từ thôi là mới nói được rồi. Vừa đi được. Ừ. Nói chữ từ từ gì đó. Ừ. Được. Nói đi cũng được. Vừa thế. Nói. Không nói nữa. Nói mạnh. Quên mà quên. Thằng cứ đây đi, cứ đây dòng. Tháng mà biết đi thôi. Đó, em bé chưa tới 1 tháng đã biết đi rồi nè. Thấy nó biết chồng nè. Con giữ mới đi được phải không? Chưa mệt. Mệt rồi, nó bắt tập gì rồi. Rồi má nhìn cái giường đi. Đó. Khoan, đứng cho má đứng má nhìn cái giường nè. Rồi má nhắm má đi tới cái giường rồi má quay lưng, đúng không? Rồi má đi đi. Không có vội, cứ từ từ. Đó. Dùng để xoay cái lưng lại để mình ngồi xuống giường. Đó, đúng rồi đó, đó. Đó, má cứ từ từ, cứ từ từ. Đó. Đó, thấy không? Đó. Rồi, sát lui, đụng cái giường rồi mình mới ngồi. Nhờ cái đứa ngồi đây chỉ đạo mới đi được. Đó. Đó, má cứ nó ngồi xuống mặt hai cái đầu gối không? Đó. Hôm nay đỡ má nhẹ lắm, không có đỡ nhiều đâu. Giỏi quá. Trời này giỏi. Yeah. Em bé bự. Cái máy nó không được là máy gì. Khi mà nói tụi nó đi mai mốt rồi mà cười rồi rồi mà thấy má cười rồi nó có tức không? Mà nói chứ má thì nó tức không? Mà thấy chú thì nó
Mới sấy. Mới sấy tóc. Từ từ là mới nhớ. Chứ nhé. Từ từ là nhớ. Nhớ thầm bậy hơn. Mới đang nhớ lần lần rồi đó. Sao đó? Cứ nói thì ai cũng hiểu hết đó. Má phải nói nhiều má mới nhớ. Má đừng có sợ. Bây giờ mình đừng có sợ gì hết đó. Phải không? Ví dụ như má nói, sai thì con sửa cho má thì má nhớ. Đúng không? Con cà lộn. Không có lộn. Má nói sai thì con sửa cho má. Thì má nhớ. Đó, giống như má hỏi cái máy gì con kêu là máy sấy tóc đó. Ừ. Thì má nhớ máy sấy tóc chưa? Ừ. Chị Lan á hả? Chị mà làm cái tên gì? Chị mà làm. Mình làm á. Vui á hả? Ờ. Mà làm thì chưa nói. Chứ giờ mình cứ nghe lung tung. Ai còn nói lung tung cho mình nói hồi cái thằng này cái bà Liên. Chết luôn. Cái thằng cái bà Liên đâu cái chỗ nào. Nhưng mà má thì phải nói gì mà nó im hồi. Xong rồi mình mới suy cả mà mới nhớ ra được. Chứ giờ hai mình nói chưa xong. Họ cái ra họ nói. Mình chưa nghe họ nói cái gì. Họ la ngồi với mình thằng nào nói đâu cần tiếng tàu. Ở đây thì má không có nói chuyện nha. Má không dám nói như vậy. Má nói này. Nhưng mình nói từ từ để mình nói. Mình nói chưa xong rồi, cái chưa gì phải nói rồi. Phải nói sai rồi, tại là mình nghe. Tôi nói như vậy, mình người kia nói không phải, tôi nói như vậy. Thì họ mới nói là được, tôi mình nói họ mới không phải. Cha làm tôi vậy. Mình biết là người là hay nói nhiều. Nói mà cái chưa gì cứ dằn nói mình đó. Mình kêu anh chưa có nói xong nữa. Mình đang cãi cãi nó chưa xong. Anh nói với mình đó. Nhiều người thay đọc không tội. Mình quên là nghĩ không nói gì. Ngồi vô kia nó nói gì. Hmm?
Con hắc xì. Con hắc xì. Không phải gì đâu. Không đau cái gì. Không nói ông mẹ. Ông mẹ mình. Rồi xe ông đi như vậy rồi sao? Xe nào? Đâu? Xe đi rồi nó chạy có hư xe mình không? Ai mất? Đâu à. Đâu có ai chạy đâu, có con chạy à. Có con chạy thôi chứ đâu ai chạy. Không, mình sợ cái sự cái nhà đó họ làm hư của mình. Cái nhà nào? Cái ông đi mưa mà bây giờ biểu là bị hư gì mà. À, cái ông bị cháy nhà hả? Ừ. Đâu sao đâu. Không sao. Ừ. Ông đó ông giàu lắm. Mấy vụ mắt. Có chứ, mình chạy cho mình chứ. Ông đó ông mua hàng của mình mười mấy năm rồi. Ông mua hàng với mình mười mấy năm rồi. Ông đó ông giàu lắm. Mấy vụ mắt có dần ngứa đó. Chạm dây cười. Cái dây của người ta cái dây gì? Dây cười. Bị chạm. Ai không mà bị cái dây. Cái dây này mới tích tiền. Người ta đi chờ tụ cái dây. Người ta mát. Tích. Người ta khóc ta là dây mát. Mình cười cố. Mát. Nãy giờ mới nói xấu ảnh. Nãy giờ má nó 63 đó. Nãy giờ má nó 63 đó. Không có hả? Mình là cha bộ mình tươi. Mình cha bộ. Mình tạ thì mưa. Chứ mình mưa tầm 7 tầm 3 thì mình bộ luôn. Hết rồi. Đau đã rồi, phải hết đi. Hết rồi. Nhiều khi mình cười ra nó tự nhiên nó hết. Ừ. Đó, hello. Are you? You cười. Thế là đã chưa? Cười khỏi ngủ phải không? Cười khỏi ngủ phải không? Nói gì mà cười dữ vậy? Cười mắm nè. Không ai dám cười đâu. Không ai dám cười hết rồi.
dễ sợ thì cái chết. Nhiều khi mình bị những cái bệnh mình cứ nói lung tung bọn biết mình nói thiệt mình nói chơi. Dạ này mà. Dạ. Dạ này mà. Làm bộ. Ra ra mình thiệt mà mình cứ làm mình biết. Không biết mà cứ nói đại như chết nha. Hết quên rồi. Nhớ. Hết quên thì nhớ. Nhớ rồi. Nhớ không? Thôi. Bước kìa. Dơ rồi. Thôi. Không cắt đi rồi. Coi hửi coi thì nhớ. Chưa hôi thì mặc tiếc. Từ từ nó dần hết rồi. Mai mốt nhà mình nó đừng có cái gì nữa còn. Còn bằng cái cười rồi thôi. Chắc hết rồi. Hết rồi. Sao hết chưa? Hết. Thì đâu đó. Thì mình nghĩ nó hết là nó hết đi đâu. Mình làm loạn, mình nói rối lại nó chết. Và anh tin sao? Thì hết là nó hết đi đâu. Nhiều khi hết xong họ còn tiếp nữa. Tiếp thì kể tiếp thì mang khác. Mình tiếp. Nhưng mà đang nghe, đang không? Ở gì cho. Vừa rồi hai cái người nói với con đó là cái tôi không nói cho con này. Ừ. Nó phải để cái tay này để im nè. Đúng rồi, nó chật cái ống tim ra. Biết chưa? Chật gì? Ừ. Phải để im cái tay này ít động đại. Ừ. Biết không? Ừ. Con thấy... kia mình đâu có được đâu. Mà thấy khỏe không? Ừ. Ừ. Mà nhớ niệm Phật nha. Khi nào khỏe rồi về nhà nha. Ừ. Cô Minh gửi lời hỏi thăm á. Ừ. Mới nhớ Tây không? Ừ. Cô ấy hết đau chưa? Hả? Ừ? Cô ấy. Cô Minh á hả? Ừ. Cô Minh khỏe rồi. Cô hay hả? Ừ. Cô nhà nó lại Tây ghé xuống thăm má hả? Tí á, Tí có xuống thăm má không? Có. Có hả? Bác sĩ đi ra ngoài. Giờ bác sĩ đi vô. Không cho vô nữa kìa. Hả? A Biểu đi về. Không có đâu. A nói. A Biểu đi về. Yeah. Nhắm mắt lại, hít thở. Dạ. Có người ta. Sáng bác sĩ khám cho má chưa? Bác sĩ khám bệnh cho má chưa? Rồi. Bác sĩ nói sao? Nó không có cái gì hết. Tại vì sợ. Sợ cái gì nói nghe coi. Bây giờ ai cũng kêu tôi mua một câu con nói hôm nay có gì mà chưa có thấy ai hết. Là má. Buổi tối má phải ráng ngủ nghe. Buổi tối mới phải ngủ, mới ngủ thì mới khỏe, biết không? Mới ngủ mới khỏe thì mới nhanh hết bệnh thì nhanh về nhà. Nhớ nghe. Nhớ buổi tối là phải ngủ yên nha. Mai bây giờ mình phải cái cạo kiểu với ai chứ chỗ để đừng đi theo mình nữa. Ừ. Ăn chung đi theo là đông ít. Ai đi theo? Ai đi theo? Cô Nguyên. Mấy cô. Buổi tối mới không có được thức khuya nữa chứ. Ai? Má. Ông nói cho ông làm biếng rồi. Buổi tối mới cứ quậy miết à. Má không có được. Bây giờ mình phải đi đâu? Đi đâu? Giờ mình phải tìm chỗ đó. Chỗ nào? Trăng ra nó thôi bây giờ bà nói nhiều quá bà hay nói nhiều. Bà tìm cái chỗ nào bà ngồi riêng chứ. Chẳng nói chứ người ta không nói được đâu. Buổi tối má phải ráng ngủ ngon nữa chứ. Má. Buổi tối á. Mà phải quên luôn. Ừ. Quên. Ngày mai mình quên rồi. Quên gì? Hôm qua má về rồi. Ừ. Hôm qua má đâu có nhớ ai đâu đâu. Ừ. Mấy giờ nhớ ra chưa? Chưa. Mình tìm nhớ. Má về má có về lấy ai đâu. Tối nào không nói. Không có nghĩ ai ngồi như vậy. Ừ. Mình
ta bị bệnh. Bác sĩ người ta đang đi khám bệnh đó. Mình cũng bị luôn. Mình nằm mấy ngày mình khỏe rồi mình về. Nghe, ráng nghe. Mới ngủ hả? Mới ngủ đi. Mới có lạnh không? Hết lạnh hả? Có đắp mền không? Vậy mới ngủ đi. Thằng nhỏ mới ngủ đi. Sao mẹ con thấy có má còn là cái gì? Luôn dễ nó. Tôi nó đòi rồi sao? Ai đòi má gì? Ví dụ nó biết nó đòi rồi mình không có biết đâu mà đòi. Đòi thì nói ôi trả hết rồi, nghe. Đưa đi giờ rồi nha, trời mưa. Dạ. Sắp mưa rồi. Biết rồi. Biết rồi. Má ơi. Cái đó là nó đòi rồi. Trả rồi nghe. Không có lo nữa nha. Giờ mình xuống dưới giường mình nằm không? À bác sĩ tới. Dạ chào bác sĩ. Rồi bác sĩ tới thăm má nè.